Đỗ Hà vẫn vui vẻ dù dừng chân ở top 16. Đỗ Hà, đại diện Việt Nam tại Miss World, đang bước vào những trận đua cuối cùng trong hành trình đầy vinh quang. Đỗ Hà chính thức bước vào vòng đối đầu Head to Head. Đối thủ của nàng hậu là Miss World Cameroon. Nếu giành chiến thắng phần thi này, đại diện Việt Nam có cơ hội tiến hẳn vào top 30 trong đêm chung kết. Không để người hâm mộ chờ đợi, ngày 10 tháng 12, Đỗ Hà đã thông báo kết quả chung cuộc. Theo đó, nàng hậu Gen Z đã dừng chân ở top 16, vượt mất tấm vé vào hẳn top 30 Miss World. Mình đã cố gắng hết sức, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Hà nhé. Chúng ta vẫn còn những mục tiêu tiếp theo, Đỗ Hà nhắn nhủ đến người hâm mộ. Đặc biệt, đại diện Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục bước vào vòng thi phỏng vấn kính trong những phần cực quan trọng và có ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Vào năm 2017, Đỗ Mỹ Linh là một trong 20 thí sinh giành chiến thắng tại thử thách đối đầu Head to Head và xuất sắc nhận được giải hoa hậu nhân ái của Miss World. Vượt mất cơ hội quan trọng, Đỗ Hà còn phải cố gắng nhiều hơn để có cơ hội đi sâu trong đêm chung kết. Hiện tại, đại diện Việt Nam đã có các thành tích top 3 top model, top 27 phần thi tài năng, top 16 hit to hit. Gần đây nhất, Đỗ Hà đã vui mừng thông báo thành tích lọt top 13 phần thi top model. Nhờ có sự góp ý kiến của mọi người mà Hà hoàn thiện hơn, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, Hoa hậu sinh năm 2001 chia sẻ. Người đẹp giành chiến thắng ở phần thi top model là đại diện bờ biển Nga. Trước đó, Đỗ Hy Hà đã lọt top 27 phần thi tài năng. Những thành tích này là động lực để đại diện Việt Nam tiếp tục thể hiện và bứt phá trong các vòng tiếp theo tại Miss World 2021. Đỗ Hy Hà sinh năm 2001, hiện đang là cái tên rất được nhiều bạn trẻ nhắc đến. Cô nàng với vẻ đẹp xinh xắn, nụ cười duyên dáng cùng ngoại hình nổi bật. Với số đo 3 vòng 80, 60, 90,